tóm tắt nhanh tiểu sử đồng chí Lê Đức Thọ, nhà lãnh đạo tài năng với cuộc đàm phán Paris lịch sử. Đồng chí Lê Đức Thọ, tên chính là Phan Đình Khải, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đồng chí hoạt động cách mạng từ năm 1926, tham gia phong trào bãi khóa và lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 1928, hoạt động trong học sinh hội dưới sự lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Định. Tháng 10 năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng làm bí thư chi bộ học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh. Tháng 11 năm 1930, bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo, được cấp ủy chi bộ nhà tù Côn Đảo cử làm bí thư chi bộ và thường vụ chi ủy nhà tù. Năm 1936 đến năm 1939, đồng chí ra tù và được giao phụ trách công tác báo chí công khai của Đảng bộ và xây dựng cơ sở bí mật của Đảng ở Nam Định. Từ năm 1939 đến năm 1944, đồng chí bị địch bắt và kết án tù 5 năm tại các nhà tù Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình. Tháng 9 năm 1944, ra tù, được Trung ương Đảng giao phụ trách công tác khu an toàn của Trung ương, công tác tổ chức. Tháng 10 năm 1944, đồng chí được chỉ định là Ủy viên Trung ương Đảng và trực tiếp phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí dự hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 đề ra chủ trương mới, phát động cao trào cách mạng đi tới cuộc tổng khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1945, tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, phụ trách công tác tổ chức của Đảng. Tháng 12 năm 1946, dự hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định toàn quốc kháng chiến. Năm 1948, thay mặt Trung ương Đảng tham gia đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ vào miền Nam công tác. Năm 1949, làm Phó Bí thư xứ ủy Nam Bộ. Năm 1951, tại đại hội lần thứ 2 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam từ năm 1949 đến năm 1954 làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam. Năm 1955, đồng chí tập kết ra Bắc làm Trưởng ban Thống nhất Trung ương. Cuối năm 1955, được bổ sung vào Bộ Chính trị, phụ trách công tác sửa sai trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Cuối năm 1956, đồng chí làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Từ tháng 11 năm 1956 đến năm 1961, kiêm Giám đốc trưởng Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Năm 1960, tại Đại hội lần thứ 3 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Năm 1966, kiêm Hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Năm 1967, được cử vào Quân ủy Trung ương. Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đến tháng 5 năm 1968, được Bộ Chính trị gọi ra miền Bắc, giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam và trực tiếp đàm phán với đại diện của Chính phủ Mỹ trong các cuộc nói chuyện riêng giải quyết hòa bình về vấn đề Việt Nam. Sau Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973, đồng chí được cử làm Trưởng ban Biển Nam của Trung ương. Trước thời cơ chiến lược vừa được mở ra, cuối tháng 3 năm 1975, đồng chí vào chiến trường trực tiếp cùng Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng Miền Nam lãnh đạo chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh giành toàn thắng. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng chí được phân công làm phó ban đại diện của Đảng và Chính phủ ở miền Nam. Tháng 12 năm 1976, tại đại hội lần thứ 4 của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Giữa năm 1977 đến tháng 1 năm 1979, đồng chí được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt. Năm 1980, đồng chí được cử làm Bí thư Thường trực và phụ trách công tác tổ chức. Tháng 10 năm 1980, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị đặc biệt. Tại đại hội lần thứ 5 của Đảng,
Tháng 3 năm 1982, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1983, được chỉ định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng. Năm 1986, đồng chí làm trưởng tiểu ban nhân sự đại hội lần thứ 6 của Đảng. Và tại đại hội, tháng 12 năm 1986, đồng chí được cử làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc, là một trong những đồng chí lãnh đạo có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng, để lại cho đồng bào, đồng chí những tình cảm vô cùng quý mến. Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng đồng chí huân chương sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. Đảng và Nhà nước Liên Xô tặng huân chương cách mạng tháng 10. Đảng và Nhà nước Campuchia tặng huân chương Angkor. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!